Ô tô 360 xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Corolla phiên bản XLi. Chiếc xe này được sản xuất tại Nhật Bản và sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội vẫn là biển 4 số một chủ từ đầu đấy quý vị và các bạn ạ. Đấy. Chiếc xe này còn rất là đẹp, chúng tôi cũng mới mua về được là tôi còn chưa kịp rửa cơ, đem ra đây để quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Chưa kịp rửa và chưa dọn dẹp đồ đạc của khách ra, vẫn còn nguyên đồ đạc của khách ở trong xe đấy ạ. Đấy. Về cái phần ngoại thất bên ngoài thì quý vị và các bạn đây ạ, chiếc xe này là được chủ xe chăm sóc rất là tốt, cho nên là xước sát cũng rất là nhỏ nhẹ thôi ạ, gần như là không xước sát gì nhiều đâu ạ. Tôi chắc chắn là chiếc xe này thì không phải làm gì nhiều đâu ạ. Đấy, chỉ có những cái vết xước rất là nhỏ đây quý vị và các bạn nhé. Vết xước này rất là nhỏ này, lát nữa tôi sẽ đem đi đánh bóng, nếu như mà hết thì tốt, mà không hết thì thôi vậy, chứ vì nó cũng nhỏ thôi ạ, không đáng kể. Chiếc xe sản xuất năm 2008, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đăng ký từ năm 2008, vẫn một chủ từ đầu nên là biển 30M, vẫn là biển 4 số đấy quý vị và các bạn ạ. Những chiếc xe mà một chủ từ đầu từ 2008 đến bây giờ thì phải nói là rất là ít quý vị và các bạn ạ, không có nhiều ở trên thị trường đâu ạ. Một chủ từ đầu ạ. Về ngoại thất thì quý vị và các bạn thấy đây ạ, rất là đẹp rồi. Ngoại thất rất là đẹp này, bên ngoài thì không xước sát gì nhiều đâu ạ. Và xe cũng đã được trang bị camera lùi, cảm biến lùi đầy đủ đấy ạ. Đây là camera lùi này, cảm biến lùi này, phiên bản Corolla XLi này, 1.6 lít này. Đấy, đủ hết luôn. Đây, từ những cái cụm đèn này còn rất là đẹp luôn, rất là mới. Đây là cụm đèn hậu ạ, rất là đều và đẹp đấy. Cụm đèn pha cũng còn rất là mới đây. Đây là cụm đèn pha này, đã có cả đèn gầm luôn rồi. Cả một dàn lốp này là để chủ xe đều mới thay từ 2017 quý vị và bạn nhé, và còn rất là dày. Dàn lốp 2017 này rất là dày luôn. Đấy, cả một cái dàn lốp Michelin chủ xe đều mới thay luôn đấy ạ. Rất là dày, từ 2017 mà còn rất là dày như này đấy ạ. Về ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe đấy ạ. Quý vị và các bạn thông cảm nhé, chiếc xe này tôi vừa mới lấy xong cái là tôi đem ra đây là tôi chụp luôn, vẫn chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Đây, vẫn còn bẩn nguyên đây ạ. Vừa mới mua được cái là tôi đem ra đây là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Vẫn còn chưa dọn dẹp gì cả. Đấy, nội thất này, tất cả những cái phần nhựa này rất là đẹp luôn. Tôi nổ máy lên cho quý vị bạn xem về cái phần đồng hồ đã này, đồng hồ này, đấy. Vô lăng cần số này, đây vô lăng này, vô lăng rất là đẹp, chủ xe bọc cái bọc vô lăng này này, đây là cái bọc vô lăng mà tôi vừa mới tháo ra, cho nên là nhìn cái vô lăng này là nó hơi bẩn một chút thôi quý vị và nhé, đây là bẩn là do bọc chứ không phải là do xước sát gì đâu, vô lăng còn rất là mới đấy ạ, đấy. Và nội thất cũng rất là mới luôn đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị là đầu DVD. Đây là cái đầu chủ xe lắp thêm cho nguyên bản, chỉ có đầu CD thôi ạ. Đấy, đầu DVD, camera lùi đủ hết rồi. Đấy, và nội thất đã có nội thất da. Cái nội thất da này là làm thêm vào thôi, lắp thêm tại Việt Nam mình, chứ phiên bản này nhập khẩu nó chỉ có nội thất nỉ thôi. Nhập khẩu từ Trung Đông về nó có nội thất nỉ. Phần nhựa này, tất cả những phần nhựa này, thưa với quý vị và các bạn, nó chỉ bẩn thôi nhá. Đây là những cái vết bẩn này do chưa đánh đi ạ. Chủ xe này tôi vừa mới lấy của dao nhận từ chủ xe, trong cái là tôi đem ra tôi quay luôn, còn chưa có dọn dẹp gì đâu, vẫn còn nguyên đồ của chủ xe này, là
chủ xe nữ đi cho nên là toàn đồ son phấn này, các thứ của chủ xe tôi vẫn cứ để nguyên đây tại xe đây. Đấy, những cái đồ này còn chưa dọn ra cơ, chưa có thời gian để dọn rửa. Tôi cứ quay tạm ở đây cho quý vị và các bạn xem cái đã. Lát nữa thì tôi sẽ đi dọn rửa sau. Rất là mới, rất là đẹp. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2008 này, sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Đấy, và nhập khẩu từ Trung Đông về, tức là sản xuất tại Nhật xuất sang Trung Đông đây. Đấy, những cái phiên bản này là trong Toyota nếu như nhập khẩu thì Toyota cũng chỉ nhập khẩu từ Thái Lan thôi. Còn chiếc xe này thì đã được nhập khẩu từ Trung Đông về và sản xuất tại Nhật. Những chiếc xe mà trong hãng Toyota nhập khẩu ấy, thì là chỉ có là sản xuất tại Thái Lan. Đấy, option các thứ thì đều là đẹp luôn này, nội ngoại thất đều đẹp. Đấy, phần ghế này rất đẹp luôn này. Trần cũng rất là sạch sẽ. Và đây là cái phần cốp sau của xe đây quý vị các bạn nhé. Cái tấm thảm lót cốp sau này rất là đẹp này, rất là mới này. Đó. Ốc các thứ là còn nguyên bản hết đây này. Và chủ xe còn chưa kịp dọn đồ ra. Đây, lốp sơ cua này. Lốp sơ cua còn rất là mới luôn. Đó. Đồ nghề tôi còn vừa mới mua xong là tôi chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì cả, đem ra đây quay cho quý vị các bạn luôn. Sau đó thì tôi mới đem đi dọn dẹp đánh bóng xe. Và khi dọn dẹp đánh bóng xe xong, nếu như chiếc xe này mà tôi chưa bán thì tôi sẽ làm lại một cái video chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Tại vì là cứ mua được xe cái là tôi đem tôi quay tôi bán luôn cái đã. Đăng bán luôn để gặp khách mua luôn thì càng nhanh thì càng tốt bấy nhiêu. Tại vì chúng tôi cũng muốn thu hồi vốn nhanh, cho nên là cứ đăng lên đã, sau đó là vừa chờ khách đến rồi vừa dọn dẹp. Nhiều hôm có khách đến xem mà tôi còn đưa thẳng xe xuống ra chỗ dọn dẹp để cho quý khách xem xe tại chỗ chúng tôi là dọn dẹp ạ. Cho nên là nếu như dọn dẹp xong mà tôi chưa bán thì chắc chắn là tôi sẽ làm lại một cái video nó sẽ đẹp hơn cái rất là nhiều, vì chiếc xe đã được dọn dẹp sạch sẽ lên ạ. Keo chỉ các thứ là còn nguyên ạ. Chiếc xe này là tôi cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Corolla XLi này là một cái khối động cơ 1.6 lít và là động cơ xăng VVTi. Và đây thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì mà máy móc nó đẹp như thế này, đẹp sạch sẽ như thế này đây. Anh chủ xe này anh ấy chăm sóc xe rất là cẩn thận luôn đấy. Đấy, chăm sóc xe này, lau chùi rất là cẩn thận luôn. Cho nên là động cơ rất là sạch sẽ. Tất cả những cái máy móc này là còn nguyên bản hết này. Đúng là những chiếc xe tôi làm xe lâu năm rồi, nhưng mà tôi để ý là đúng là những chiếc xe nào mà một chủ từ đầu thì đều rất là đẹp ạ. Vì là người ta giữ gìn, người ta sử dụng lâu thì người ta giữ gìn. Đấy, cho nên là nó rất là đẹp luôn đấy. Chưa có dọn dẹp gì, chưa có dọn rửa, đánh rửa gì cả mà nó đã đẹp như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Chỉ có bẩn thôi nhé, bên ngoài này nó bẩn là do tôi chưa kịp rửa cho nên là nó hơi bẩn chút thôi ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla XLi 2008 một chủ từ đầu này thì mời quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin quý vị và các bạn hãy like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Chiếc xe này thì chúng tôi đang đăng bán với giá là 379 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, chỉ 379 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc, sản xuất tại Nhật và
sản xuất năm 2008 này đấy quý vị các bạn ạ. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. We'll be right back.